ba ngàn thế giới lúc sắp hoại chúng sinh phước lực nghe tiếng bảo tứ thiền tịch tĩnh chẳng có khổ khiến họ nghe rồi đều lìa dục thập lực thế tôn cũng như thế vang diệu âm thanh khắp pháp giới vì nói các hạnh khổ vô thường khiến họ thoát khỏi biển sinh tử ví như trong hang động núi sâu tùy theo âm thanh đều vang tiếng tuy hay theo đuổi tiếng nói kia mà vang rốt ráo không phân biệt tiếng nói thập lực cũng như vậy Tùy căn thành thục mà thị hiện, khiến họ điều phục sinh hoan hỉ, chẳng nghĩ ta nay hay diễn nói. Như trời có trống tên năng giác, thường trong hư không chấn pháp âm, dạy các thiên tử đừng phóng giật, khiến họ nghe rồi lìa chấp trước chống pháp thập lực cũng như vậy vang ra đủ thứ diệu âm thanh giác ngộ tất cả các quần sinh khiến họ đều chứng quả bồ đề tự tại thiên vương có nữ báu trong miệng khéo tấu các âm nhạc một tiếng phát ra trăm ngàn tiếng trong mỗi mỗi tiếng lại trăm ngàn âm thanh thiện thệ cũng như vậy một tiếng vang ra tất cả tiếng tùy theo căn tánh có khác nhau đều khiến nghe rồi dứt phiền não ví như phạm vương nói một tiếng hay khiến phạm chúng đều hoan hỉ chỉ phạm chúng nghe chẳng ra ngoài mỗi mỗi đều nói chỉ mình nghe thập lực phạm vương cũng như thế diễn nói một tiếng khắp pháp giới chỉ trong chúng hội chẳng ra xa vì kẻ không tin chẳng thọ được ví như các nước cùng một tánh, vị tám công đức chẳng khác biệt, do đất đồ đựng đều khác nhau, thế nên khiến nước đủ thứ khác, tiếng nhất thiết trí cũng như vậy, pháp tánh một vị chẳng phân biệt. Tùy các chúng sinh hạnh khác nhau, nên khiến nghe được đủ thứ khác. Ví như vô nhiệt đại long vương, mưa xuống thấm khắp đất diêm phù hay khiến cây cỏ đều sinh trưởng mà chẳng từ thân và tâm ra. Chư Phật diệu âm cũng như vậy, mưa khắp pháp giới đều thấm nhuần, hay khiến sinh thiện diệt các ác, chẳng từ trong ngoài mà có được. Ví như Ma Na Tư Long Vương, nổi mây bảy ngày trước khi mưa, đợi các chúng sinh làm việc xong, sau đó mưa xuống làm lợi ích. Thập lực thuyết pháp cũng như vậy, Trước khóa chúng sinh khiến thành thục, sau vì họ nói pháp thâm sâu, khiến họ nghe được chẳng sợ hãi, đại tra nghiêm long vương trong biển, mưa xuống mười thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm hoặc ngàn trăm ngàn thứ, nước tuy một vị trang nghiêm khác. Rốt giáo biện tài cũng như thế, nói mười hai mươi các pháp môn, hoặc trăm hoặc ngàn đến vô lượng chẳng sinh tâm niệm có khác nhau tối thắng long vương ta kiệt la nổi mây che khắp bốn thiên hạ tất cả mọi nơi mưa đều khác mà tâm rồng đó chẳng hai niệm chư phật pháp vương cũng như thế thân mây đại bi khắp mười phương vì người tu hành mưa đều khác mà nơi tất cả chẳng phân biệt